Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì kênh review của chúng tôi sẽ không review một chiếc đồng hồ nào cả, và chúng tôi sẽ so sánh hai chiếc Rolex GMT. Đó chính là một chiếc Rolex GMT Master 2 phiên bản 116710, vẫn sử dụng cỗ máy cũ đầu 31, và một phiên bản GMT Master 2 được giới thiệu vào năm 2018, đó chính là chiếc đồng hồ 126715 vỏ vàng hồng với cái vành bezel được chúng tôi ưu ái gọi cái tên đó là Rubia. Và như các bạn đã biết, GMT Master là một trong những bộ sưu tập rất là hot của Rolex, song hành với Daytona và Submariner. Tuy nhiên trong ba thiết kế này thì chúng ta sẽ có được những cái sự phân hóa nhất định. Daytona được săn đón nhiều nhất, cho có sự lựa chọn về chất liệu nhiều nhất, thép, demi vàng vàng này, vỏ bằng vàng champagne này, vàng trắng này, vàng hồng này và platinum. Tiếp đến đó chính là GMT Master với chất liệu là thép, two tones vàng vàng, two tones vàng hồng, vàng trắng và vàng hồng. Và cuối cùng là Submariner có chất liệu thép, demi vàng vàng, và vàng và vàng trắng. Với nhiều sự lựa chọn về chất liệu như vậy thì Rolex có thể làm thỏa mãn với số đông người dùng trong trong một khoảng giá nó khá là dao động. Tôi nghĩ như vậy. Tuy nhiên là điều này cũng sẽ khiến người chơi hoang mang hơn trong việc lựa chọn chiếc đồng hồ ưa thích nhất. Trong bài viết này thì Gia Bảo Luxury sẽ phần nào hỗ trợ tới các bạn điều đó bằng cách đưa ra hai chiếc GMT Master 116710 và 126715 lên bàn cân. Cái việc so sánh giữa hai chiếc Rolex thép 116710 phiên bản caliber 31 và phiên bản vàng hồng nguyên khối 126715 thì nghe qua có vẻ rất là khập khiễng, nhưng nếu xét ở một cách sâu xa thì vẫn vô cùng hợp lý. Về mức giá thì chắc chắn là chiếc GMT Rubia 126715 sẽ cao hơn chiếc 116710 rất là nhiều, và khả năng tài chính chắc chắn là yếu tố quyết định việc lựa chọn đồng hồ người chơi. Tuy nhiên, nếu xét theo những tiêu chí khác, chưa chắc chiếc 116710 đã kém cạnh so với 126715. Trước hết thì chúng ta hãy nói về chất liệu của hai mẫu GMT Master 2 này. Với bộ vỏ và dây bằng vàng hồng nguyên khối, chắc chắn rằng chiếc Root Beer 126715 sẽ rất là nổi bật, bóng bẩy, và nó có một cái tông tôi nghĩ là khá là ấm so với cái chất thép mà lạnh của 116710. Cái việc dịch chuyển sang vàng hồng cũng là một cái hướng đi rất là tinh tế của nhà sản xuất Rolex, do người chơi hiện nay đang ưa chuộng cái chất liệu vàng hồng này hơn với so với những cái chất liệu vàng khác như là vàng trắng thì nó hơi giống thép, hay là vàng vàng thì nó, tức là vàng champagne ấy, này nó hơi già. Thì vàng hồng thì nó không bị như vậy, nó khá là nó hài hòa, nó rất là hài hòa, trẻ trung hơn này, và không có quá chói như là vàng vàng, rất dễ dàng khi phối đồ. Vàng thì có khối lượng riêng nặng hơn thép, và tất nhiên là một chiếc đồng hồ vàng sẽ có khối lượng nặng hơn một chiếc đồng hồ thép. Tuy nhiên là cái cảm giác nặng ở đây không bị quá mức như đeo một cục như tôi đang nói là đeo một cục tạ ở trên cổ tay, và thực tế nó chỉ tạo cái cảm giác đầm tay, giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn chiếc đồng hồ của mình đang đeo. Ngoài nặng về tài chính thì nó nặng về chất nữa các bạn ạ. Đó, thì tất nhiên là sẽ có những người thích sự nhẹ nhàng thoải mái của thép, cũng như là cái bóng bẩy, cái tính lạnh của cái chất liệu thép này. Điều này sẽ tùy vào nhu cầu và cái mắt thẩm mỹ của mỗi người. GMT Master là một mẫu đồng hồ thể thao, và đồng hồ thể thao thì thường sẽ được làm từ thép. Đây là một cái suy nghĩ khá là phổ biến, nó gắn liền từ những năm 90 cho đến ngày hôm nay, chứ không phải là mới đây thì nó đã như vậy. Sau đây thì chúng ta hãy cùng nhìn về tổng thể, tức là về thiết kế của hai chiếc GMT Master này. Thì hai cái chiếc đồng hồ này thì đều không có quá nhiều điểm khác biệt, vì nó là cùng thuộc bộ sưu tập GMT Master, với đường kính 40mm này, đi kèm với vành bezel xoay và cây kim GMT có tác dụng hiển thị thời gian ở múi giờ thứ hai. Bên cạnh về chất liệu thì chúng ta sẽ có một sự khác biệt lớn ở vành bezel. Vành của chiếc 116710LN này chỉ là một màu đen trơn, đơn giản, kèm với chữ số trắng, vành bezel đen này, mặt số đen này, và dây thép bóng được kết hợp mài xước. Nó là một cái thiết kế mà gần như là tôi đã nói là dành cho những người yêu thích sự thuần khiết. Trong khi đó thì vành bezel của chiếc 126715 được chia thành hai màu đen và nâu. Điều này thì cũng đã tạo nên biệt danh Root Beer từ cái phiên bản trước, chứ không phải là đến phiên bản này. Nếu như các bạn đã biết thì Root Beer thì nó không phải là một loại bia, mà nó là một loại nước ngọt có ga,
Việt Nam thì chúng ta hay gọi root beer đó là loại thì nó là dạng xá xị, đúng rồi, xá xị các bạn ạ. Ngoại trừ những cái điểm lớn ở vỏ phía bên ngoài thì mặt số của hai model này cũng có nhiều điểm khác biệt nho nhỏ về màu sắc để tạo nên một tổng thể rất là phù hợp. Chiếc 116710 sở hữu cái cây kim GMT và trong dòng chữ GMT Master 2 màu xanh lá đặc biệt. Bên cạnh đó thì hệ thống cọc số được phủ chất dạng quang, chỉ lộ ra một chút viền ngoài được làm từ chất liệu vàng trắng. Ngược lại thì chiếc 126715 lại sử dụng tông màu nâu và vàng hồng trên toàn bộ kim, cọc số và chữ GMT Master. Điều này khiến cái thiết kế tổng thể như tôi đã nói, thì chiếc root beer thì nó là tông nóng, ấm. Còn GMT 116710LN thì nó là tông lạnh. Đó. Tiếp đến thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu và đặt lên bàn cân về bộ máy của hai chiếc đồng hồ này. Thì cái model 126715 đương nhiên là ra đời sau tại Bezugo 2018. Và hậu sinh khảo ý, nó là một cái câu nói rất đúng trong trường hợp này. Cỗ máy 3285 ra đời với thời lượng cót lên đến 70 tiếng. Còn model cũ 116710 xuất hiện từ năm 2007, được sử dụng cái cỗ máy đầu 31, thời lượng cót chỉ có 48 tiếng mà thôi các bạn ạ. Sau đây thì chúng ta hãy cùng đánh giá về cái giá thành của hai chiếc đồng hồ này. Thì không cần nói nhiều, chắc chắn chúng ta cả hai cũng hiểu rằng chiếc root beer 126715 sẽ có giá hãng, cũng như là kể cả là giá thị trường thứ cấp cũng sẽ cao hơn nhiều so với chiếc 116710. Tuy nhiên là nếu về xét về tương quan giữa giá niêm yết và giá thị trường thì chiếc 116710 hiện giá đang cao hơn so với chiếc 126715. Việc sở hữu một chiếc 116710 ngày hôm nay tháng 6, tháng 7 năm 2019 khá là khó khăn. Bởi vì sao? Chúng ta mua được một chiếc đồng hồ 116710 này với cái mức giá giá hãng, điều đấy là điều không còn nữa vì nó không được sản xuất nữa rồi. Thì chúng ta đang phải bỏ ra một cái mức phí premium khá là cao so với cái mức giá hãng niêm yết. Còn với chiếc 126715 thì sao? Như Gia Bảo có thể mua và đã mua về tay khách hàng với một cái mức giá rẻ hơn cái giá niêm yết, mặc dù đây là một chiếc đồng hồ cũng rất là hot. Vậy thì lời khuyên và cái tips của Gia Bảo ở đây tới các bạn là gì? Thì nếu như chúng ta vào một boutique của Rolex và có bày bán bất kỳ một chiếc Rolex Sport nào bằng thép mà các bạn đang dư giả là muốn mua chiếc đồng hồ đó, thì theo tôi là các bạn nên xuống tiền và mua ngay. Không nhất thiết là phải là một chiếc GMT hay là một chiếc Submariner, vì ngày hôm nay thì những chiếc đồng hồ đó thì cái việc chúng ta mua ở AD, những nhà phân phối chính hãng, thì nó là một điều khá khó khăn. Không khác gì bạn vừa ra ngoài và nhặt được khoảng 1-2.000 đô cả. Thì bên cạnh đó thì chúng ta, nếu khi như tôi đã nói ở phía bên trên, thì cái chiếc đồng hồ 116710 hiện đã không còn ở trên trang chủ của Rolex. Điều này thì có lẽ tôi nói là có lẽ, có thể là chúng ta đang chờ đợi một cái phiên bản 126710LN, tức là một phiên bản nâng cấp của chiếc GMT Master bằng thép này trong Bezugo 2020. Có thể thôi. Đó, thì khiến cho cái chiếc đồng hồ 116710LN ngày càng tăng cao. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Thì Gia Bảo Luxury hy vọng là những thông tin ở trên về một chiếc đồng hồ GMT vàng khối hay là một chiếc đồng hồ GMT bằng thép sẽ giúp các bạn lựa chọn được chiếc đồng hồ phù hợp nhất cho bản thân mình. Và theo chúng tôi, cái điểm quan trọng nhất không phải là bạn mua chiếc đồng hồ đó với giá bao nhiêu, mà là bạn có thích chiếc đồng hồ đó không. Tức là mua cho bản thân mình, chứ không phải là mua cho bất kỳ ai khác. Vâng, và hy vọng chúng tôi sẽ có được những chiếc đồng hồ GMT đặc biệt và những chiếc đồng hồ có giá trị sưu tầm trong thời gian tới để đưa về review và đánh giá tới các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.